Hello, xin chào tất cả anh em. Hôm nay mình sẽ tiếp tục review cho anh em xem hai cái máng đèn cực phẩm nữa, tuyệt vời ông mặt trời luôn. Tới công chuyện luôn của em Linh ở Bình Dương, em sẽ review và test đèn cho Linh xem luôn nha. Hai cái máng đèn cực kỳ đã, cực kỳ phê luôn, rất đẹp anh em, rất là to. Hai cái máng dài bằng nhau. Cái máng to này 1m65, rộng 55 và sâu 7 phân. Ba hàng bóng trắng, ba hàng bóng trắng, hai hàng bóng led là 5 hàng. Cái máng nhỏ kia 1m65, rộng 41 và sâu 7 phân. Hai cái là cho hai cái hồ huyết long rất là đỉnh, và sử dụng là kết hợp làm nắp luôn. Những cái máng to này anh em làm nắp thì rất là tiện dụng, không sợ cá nhảy ra ngoài, gọn gàng, chắc chắn, bền bỉ, dễ vệ sinh. Full inox, từng con ốc vít, inox 304, 5 gem, dày 5 gem và không có bất kỳ mối hàn nào. Không hề có mối hàn nào ha. Rất là bóng bẩy và có thể trưng đồ, bày biện đồ trang trí trên nắp của cái máng đèn này được, rất là ok. Cái phương án dùng máng đèn này kết hợp làm nắp nó rất là tiện dụng và nhiều anh em yêu thích. Bởi vì che đậy bằng lưới hay kính đồ, hay là bất cứ những cái vật dụng khác, nó đều có những cái nhược điểm. Và mình cũng đã gặp phải những cái tai nạn từ cái việc đậy bằng kính và bằng lưới, nên mình mới nghĩ ra cái phương án xài như thế này và được rất là nhiều anh em ủng hộ. Mặt ngoài nó như thế này rất là đẹp luôn, anh em theo đó. Và bên trong nó còn khủng nữa, giờ mình sẽ lật lại cho anh em cùng xem. Đây là mặt trong của hai cái máng đèn tuyệt vời này. Cái máng to đó là ba hàng bóng trắng và hai hàng led. Máng nhỏ là hai hàng trắng và hai hàng led. Mỗi hàng là bao gồm hai bóng 55W cộng với một bóng 36W, cũng tương tự luôn, hai bóng 55W cộng với một bóng 36W. Như thế nó sẽ fit rất là vừa đẹp với cái máng 1m65 anh em theo. Lên cái nhìn sắp lớp như cá mồi nhưng mà nó rất là đẹp luôn nè. Cái máng to thì rất là ngầu luôn. Và cái khoảng cách cũng như thứ tự bố trí của vị trí của cái đèn rồi mình cũng đã tính toán và nghiên cứu cũng như sắp xếp rất là hợp lý, chứ không phải là xếp bừa vào rồi nè. Ví dụ cái led sẽ để ở sát cái mặt ngoài xíu. Cái mặt này là mặt thành kính ngoài, cá nó hay bơi, để dạ vào cho nó đẹp. Còn cái led sau này sẽ chiếu ở phía sau. Và như cái máng ba hàng bóng trắng đó thì cái hàng giữa sẽ bố trí sao cho nó nằm ở giữa hồ, cho nó sáng hết cái hồ. Bố trí được tính toán rất là kỹ lưỡng. Full inox, từng con ốc vít, đuôi đèn chống cháy, dấu dây toàn bộ. Hai cục nguồn rất là to của hai cái led đã được giấu vào trong hai cái hộp của đèn mà mình cắt ra. Mình chế giống như nó đeo một cái hộp ở phía sau vậy. Nguồn mình đã đấu chung bằng một nguồn dây nguồn đúc hết, và một cái máng rất là gọn gàng. Anh em chỉ có ghim và bật công tắc gật đầu thôi, chứ không phải dây dở lằng nhằng như trước nữa. Ví dụ như hai này, hai bên công tắc hai bên là của hai cái led, hai công tắc trước là của hai dãy đèn trắng. Còn cái kia, ba công tắc phía trước là của ba dãy đèn trắng, và hai công tắc hai bên là của hai cái led. Và nguồn mình đấu rồi, ghim vào rất dễ dàng. Anh em sau này có thay thế led thì rút ra ghim lại rất là tiện lợi luôn. Một kết cấu mình đã làm hơi bị nhiều trong thời gian gần đây, vì anh em yêu thích cái mô đình, cái kiểu phối bóng như thế này. Bây giờ mình sẽ lên đèn cho anh em cùng xem cái độ tưng bừng khó lửa lên. Bật luôn công tắc, bật luôn công tắc gật đầu, bật luôn công tắc, bật luôn công tắc gật đầu, bật luôn công tắc gật đầu.
Philips 55W và 36W. Chứ bây giờ làm anh em thất vọng. LED à, thấy không? Mở công tắc rất là tiện luôn. Đẹp má ơi luôn ha. Đó là mới là cái máng nhỏ thôi đó. Dùm lên cái máng to luôn nè. Bật luôn công tắc. Bật luôn công tắc gật đầu ê ê. Bật luôn công tắc. Bật luôn công tắc gật đầu ê ê. Lên LED đó. Bật luôn công tắc. Bật luôn công tắc gật đầu ê. Rồi, full option. Thấy ghê chưa? Rất rất là đẹp luôn. Ở ngoài mới thấy được cái độ sáng của nó rất là kinh khủng luôn. Nhưng mà sáng kiểu sáng mịn, sáng hợp lý, chứ không phải là khó chịu cho cá đâu anh em. Anh cứ yên tâm, cái LED này thực sự là êm. Cái LED này là LED cao cấp, thành ra nó đắt, nhưng mà mình thấy hoàn thiện rất là ok. Mình sẽ có một clip review kỹ cái LED này cho anh em xem. Phối bóng em thấy chưa, và công tắc riêng hết rồi. Thành ra anh em mà muốn mở một hàng hay hàng gì đó tùy thích, ví dụ tắt bớt cái hàng giữa nè đó, mở nè, hoặc là tắt bớt đi một cái LED nè đó. Đó, hoặc là mở xoay tua nè, hoặc là tắt gì đi nè, mở buổi tối nè đó. Đó, tùy ý thích. Công tắc là mình đấu riêng hết. Thực sự luôn, sáng tưng bừng. Rồi, anh em có nhu cầu LED độ với máng đèn Philips thì cứ liên hệ mình. Anh em có thể mình có thể mua dùm LED cho anh em để độ vào. Bởi vì mình vậy mình không bán LED rồi. Bất kỳ cái LED nào trên thị trường anh em yêu cầu mình đều có thể lấy về với giá tốt hơn giá anh em mua lẻ chút xíu. Độ chung nguồn này cho nó gọn gàng. Hoặc là anh em muốn xài lại LED cũ thì cứ gửi LED gửi cục nguồn cho mình. Mình sẽ độ sẵn về anh em gắn vào thôi. Mình vẫn làm được cho anh em. Rất là phê anh em ơi. Tới công chuyện luôn. Anh em, những cái máy này xài thì yên tâm về đèn, xài trong vòng 1-2 năm, 2-3 năm anh em không có phải lăn tăn về đèn nữa, cứ thế mà chơi cá thôi. Rồi, một lần nữa cảm ơn em Linh ở Bình Dương đã ủng hộ hai cái máy đèn rất là tuyệt vời, và anh cũng đã cố gắng hoàn thiện rất là kỹ. Chúc em nuôi cá ngày một thành công, cá bung lụa đẹp. Anh em cần máy đèn xin liên hệ Phi Hổ Arowana, số điện thoại 0901 999936. Cảm ơn, hẹn gặp lại. Bật luôn công tắc. Bật luôn công tắc.